Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Việt Nam có dám tham gia liên minh chống Trung Quốc? Ngày 26 tháng 8 trên trang Facebook cá nhân của luật sư Đào Tăng Dực có bài Đảng Cộng sản Việt Nam còn chốt hàng trong bàn cờ chế ngự báo quyền Trung Quốc tại Biển Đông. Luật sư cho biết ngày 18 tháng 8 một sự kiện quan trọng đã diễn ra, đó là cuộc họp thượng đỉnh giữa ba nguyên thủ quốc gia tại Camp David nơi nghỉ mát truyền thống của các tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio và Tổng thống Nam Hàn Sun yuk yong đã dự thượng đỉnh này. Hình ảnh status trên trang cá nhân của luật sư Đào Tăng Dược. Kết quả là một kết hợp Tây Ba trên nền tảng một số nguyên tắc gọi chung là những nguyên tắc Cam David, bao gồm nhiều vấn đề từ quốc tế công pháp, nhân quyền, phụ nữ quyền đến thay đổi khí hậu. Trong số đó, theo luật sư, các nguyên tắc sau đây có tính chiến lược tại biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và biển Đông khi cả ba quốc gia cùng chủ trương. Thứ nhất, một khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương đặt nền tảng trên quốc tế công pháp và những bản giá trị chung chống lại tất cả mọi tác động thay đổi hiện trạng bằng bạo lực hay sự cưỡng ép. Thứ hai, ủng hộ và hợp tác với các quốc gia thuộc khối ASEAN trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Thứ ba, hợp tác chặt chẽ với các đảo quốc tại Thái Bình Dương và diễn đàn các đảo Thái Bình Dương trên nền tảng tương kính. Thứ tư, quyết tâm phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên và ủng hộ một bán đảo thống nhất tự do và hòa bình. Thứ năm, bất cứ tranh chấp nào giữa Cộng sản Trung Quốc và Đài Loan đều phải giải quyết trong tinh thần bất bạo động. Luật sư bình luận trên bề mặt, sự liên minh giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn là nhằm đối phó với sự hung hăng của Bắc Triều Tiên. Nhưng trên thực tế, sự tái võ trang của Nhật Bản, sự tăng cường quốc phòng của Nam Hàn và sự xoay trục sàn Á châu của Hoa Kỳ là nhắm vào chính Trung Quốc. Luật sư cho rằng tuy chỉ là một bản công bố nguyên tắc chung giữa ba cường quốc hàng đầu về kinh tế và quân sự, nhưng trong bản chất thì lại bao gồm một quốc gia thứ tư, đó là đảo quốc Đài Loan. Khi bao gồm Đài Loan thì cánh cửa ra thái bình dương của Trung Quốc hầu như bị khống chế 90%. Hậu quả là Trung Quốc bị bao vây chiến lược, không còn đường thông qua Thái Bình Dương nếu tình trạng chiến tranh xảy ra. Hy vọng còn lại duy nhất của Trung Quốc là từ đảo Hải Nam đi xuống Biển Đông nhưng cũng không dễ gì thoát ra được Ấn Độ Dương. Hình ảnh thông tin về việc Tổng thống Joe Biden sắp thăm Việt Nam. Nếu Việt Nam đứng về phía Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan thì trong tình trạng chiến tranh, Trung Quốc hầu như bị bao vây toàn vẹn. Cùng lúc đó, luật sư cho hay, theo một hãng tin quốc tế, Tổng thống Joe Biden, khi thăm Việt Nam vào trung tuần tháng 9 tới, sẽ ký một hiệp ước hợp tác chiến lược, nâng cấp quan hệ ngoại giao, xây dựng kỹ nghệ cấp cao, kỹ nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hợp tác quân sự và mua vũ khí của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vẫn theo luật sư, Việt Nam lại cầm như hến về hiệp ước này luật sư đưa ra một số lý do có thể lãnh đạo của họ đang âm thầm giải thích hoặc lạy lục quan thầy tại bắc kinh hoặc có thể vào giờ phút chót dưới áp lực của bắc kinh họ sẽ không xúc tiến hiệp ước với hoa kỳ hoặc có thể tầm mức hợp tác sẽ hạ cấp để làm vừa lòng đàn anh bắc kinh luật sư tiếp tục bình luận ngay cả trong trường hợp hiệp ước này xúc tiến thì sự đóng góp của việt nam sẽ không đáng kể một là vì phe thân Trung Quốc còn rất mạnh. Hai là vì sau khi đánh mất nhiều cơ hội, canh tân và dân chủ hóa đất nước từ sau năm 1975 và sau khi Liên Xô sụp đổ thập niên 90, cả kinh tế và khả năng quân sự của Việt Nam tụt hậu thê thảm. Bất hạnh thay cho tổ quốc đến nay chưa hề có chỉ dẫn nào cho thấy đảng quyết định trở về với dân tộc, thôi thần phục quan thầy Bắc Kinh buông bỏ sách lược thà mất nước còn hơn mất đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Liệu Việt Nam có dám tham gia liên minh chống Trung Quốc? Hà Tĩnh bắt người đi đầu trong khiếu kiện tập thể. Ngày 24 tháng 8, một đài truyền thông quốc tế tiếng Việt loan tin người đi đầu khiếu kiện tập trung tại Hà Tĩnh bị bắt theo điều 331. Theo bản tin, ông Hoàng Văn Luân, 35 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 23 tháng 8 đã bị khởi tố và bị bắt giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015. Hình ảnh bản tin trên AFA tiếng Việt. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an huyện Kỳ Anh cho truyền thông nhà nước biết về những biện pháp đối với ông Hoàng Văn Luân như vừa nêu. Bản tin dẫn công an huyện Kỳ Anh cho biết từ năm 2018 đến nay, ông Hoàng Văn Luân nhiều lần đứng đầu đơn khiếu kiện với 18 lượt đoàn, 981 lượt người tại xã, huyện, tỉnh và trung ương. Tại Hà Nội, Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 đã phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với ông hoàng văn luân vì cho rằng đoàn khiếu kiện do ông này đi đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng mạng báo công an nhân dân loan tin đưa hình ảnh khi ông hoàng văn luân cùng một nhóm người từ hà tĩnh ra hà nội khiếu kiện về dự án cấp thoát nước khu kinh tế vũng án chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến người dân địa phương cơ quan cảnh sát điều tra huyện kỳ anh cho rằng có nhiều dự án đang triển khai tại hà tĩnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi gia đình ông hoàng văn luân như dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, nhưng ông vẫn cùng nhiều người dân khác đi khiếu kiện, gây áp tắc cho công tác giải phóng mặt bằng. Theo thống kê của đài này, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng tại các địa phương trên cả nước đã bắt giữ ít nhất 16 người theo cáo buộc vi phạm điều 331 Bộ luật hình sự. Điều luật này bị các cơ quan theo dõi nhân quyền quốc tế và những người hiểu biết pháp lý cho rằng quá mơ hồ cần phải bãi bỏ để đảm bảo các quyền căn bản cho công dân, bản tin cho biết thêm. Tháng trước cũng có 3 người bị bắt và bị khởi tố theo điều 331, đó là ông Thạch Cương, 36 tuổi, ông Tô Hoàng Chương, 37 tuổi, cùng ngụ tại xã Thạch Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, và ông Danh Minh Quang, 36 tuổi, ngụ tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Cả ba đều là những nhà hoạt động nhân quyền người Khmer Khmer. Hình ảnh ông Hoàng Văn Luân bên trái trong một lần cùng người dân đi kiện. Trong báo cáo nhân quyền năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề cập tới tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam như sau. Các vấn đề nhân quyền nghiêm trọng được bao gồm trong những báo cáo đáng tin cậy về thứ nhất những vụ giết người phi pháp hoặc tùy tiện của chính phủ, tra tấn, đối xử và trừng phạt tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm do những người thuộc chính phủ tiến hành. Thứ hai, bắt và giam giữ tùy tiện tù nhân chính trị những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tính độc lập của hệ thống tư pháp. Thứ ba, can thiệp tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào quyền riêng tư, những hạn chế nghiêm trọng đối với quyền tự do ngôn luận và truyền thông, bao gồm bắt giữ và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính phủ, kiểm duyệt và sử dụng luật hình sự về tội phỉ bán. Thứ tư, những hạn chế nghiêm trọng đối với tự do Internet, can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội hợp ôn hòa và tự do lập hội. Thứ năm, hạn chế quyền tự do đi lại, bao gồm cấm xuất cảnh đối với những nhà hoạt động, công dân không có khả năng thay đổi chính phủ của họ một cách ôn hòa thông qua bầu cử tự do và công bằng. Thứ sáu, hạn chế nghiêm trọng việc tham gia chính trị, tham nhũng nghiêm trọng trong chính phủ, nạn mua bán người, những hạn chế đáng kể đối với quyền tự do lập hội của những người lao động và sử dụng lao động trẻ em bắt buộc. Chính phủ đôi khi có những hành động khắc phục, bao gồm truy tố các quan chức vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng, nhưng cảnh sát và quan chức nhà nước thường có những hành động mà không bị trừng phạt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Hà Tĩnh bắt người đi đầu trong khiếu kiện tập thể. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d